chào tất cả các bạn nha. Ngày hôm qua á là mình có lên cái con diều này nè để mình giao cho anh khách, nhưng mà bằng một cách thần kỳ nào đó con diều của mình nó bị nghiêng một bên các bạn, có nghĩa là nó không ăn được cái lèo giữa, cho nên là bữa nay mình sẽ lên mình làm clip mình chỉ cho mấy bạn cách khắc phục đó nha. Nó rất là đơn giản luôn. Thứ nhất là bây giờ nó bị nghiêng không đều, phải không, nó nghiêng qua nghiêng lại gì, thì đây là nan carbon, diều mình là khung carbon, thì các bạn cứ lấy cái cây này đổ qua cây kia đi, cứ đổi vị trí nó cho nó lộn xộn lên cái. Rồi thứ hai nữa là mình đổi luôn cái áo diều nha. Đây mình đổi luôn cái áo diều luôn các bạn ơi, có nghĩa là con diều của mình á, ngày hôm qua mình test á để giao cho anh khách á thì nó bị lệch cánh diều bên trái nha, cũng là một khuôn mai ra thôi các bạn, cũng là một khuôn mai ra thôi, nhưng mà nó bị lệch. Thì mình đã nghĩa là mình sẽ lấy hai cái nan này nè, mình đổi qua đây xong mình lấy cái này đây, mình đổi lên đây cái nữa đó. Sau khi mình đổi nan rồi á, mình muốn chắc ăn hơn thì mình đổi luôn cái áo nha, mình đổi luôn cái áo cho anh khách của mình, và bây giờ là mình cảm thấy nó khá là ok rồi đó. Nói chung là không phải là lỗi gì hết á, nhưng mà mình không biết lý do tại sao lại bị nghiêng vậy nữa. Bữa nay á mình làm lại như thế này nè, mình làm nhiều lại ha, mình sẽ canh ngay giữa luôn, canh ngay giữa rồi xong bắt đầu mình sẽ test cho anh khách mình coi nha. Bây giờ mình sẽ cột lèo, cột dây vô, lèo thì cột rồi nha các bạn, ngay giữa luôn nha. Cái áo để đây đi. Đây bây giờ mình cho các bạn coi nè, con diều mình đang ở lèo giữa nha, mình sẽ không có phải sửa đổi gì hết đó, phải công khai minh bạch nha. Rồi gió tới lên luôn nè, đó lên luôn nha các bạn ơi. Được chưa? Đi được chưa? Nhẹ nhàng luôn các bạn ơi. Dễ luôn á anh. Không thể nào mà dễ bay hơn phải không? Sao bữa nay dễ bay chứ vậy? Gió nè. Có gió thì chiều gặp gió luôn. Bữa nay anh đi không cần ai trợ giúp luôn các bạn ơi. Như vậy là một chút nữa mình sẽ gửi cái link clip này cho anh khách của mình coi nha các bạn. Anh khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Có diều bay lên rất là dễ nha anh. Mình nha, em thấy có gió là em giật lên luôn á. Hiện tại là gió lớn nha, nhưng mà anh có thể thấy con diều của mình kìa. Cho anh coi nè, nó bay ngon lành luôn. Em bán là công khai minh bạch, yên tâm nha anh trai. Hơi bị đẹp nha. Gió quá mình kỵ lại nó hơi đảo nè, phải xả dây thêm. Mà em nghĩ là đo nhiêu được rồi. Con diều thì đang gặp gió lớn nha anh, cho nên nó hơi vậy đó. Kiểu mà gió lớn mình không xả dây thì con diều nó vậy nha, chứ không phải nó bị lạn đảo đâu nha anh. Quá lên này, quá trời lên rồi. Quá đã luôn anh trai ơi. Con diều bay tốt lắm anh. Em nói thiệt ra là con diều này là em rất là kỹ rồi đó. Con diều này là lèo giữa luôn nha anh trai ơi. Anh trai đến từ Hồ Chí Minh. Sau khi anh xem clip này thì anh có thể là để nhắn tin gửi địa chỉ cho em, gửi hàng cho anh nha. Bay gì quá ổn mà chứ gì. Gió thì bây giờ là rất là mạnh luôn anh ơi. Bữa nay không hiểu sao gió dữ hay chị Dung ha. Bữa nay rất thuận lợi luôn. Đó bạn thấy không, cái cách mà của mình thấy hiệu quả hơn không, khi mà một cái áo diều mà mai mà nó lên khung mà nó bay không được thì các bạn có thể áp dụng theo cách của mình nha. Rất là đơn giản, mình sẽ mua một cái áo mới vậy mình thay cho nó là lụm lúa liền các bạn ơi. Đã lắm. Quay lên cho anh coi kìa, gió vậy bài vậy thôi chứ cung cà phôn siêu nhẹ luôn anh ơi. Anh ơi thôi em buông tay luôn nè, con bị bay tự do luôn đi. Các bạn thấy con diều mình không, nó đang siết tay mình gì nè, bay nhẹ nhàng luôn nha các bạn. Hôm trước có bạn nói là mình full carbon rồi mà còn dùng cái bát inox
Thì thật sự là mình nghĩ là dùng cái bát inox nó sẽ tốt hơn cái bát carbon nha. Mình nghĩ nó sẽ chắc chắn hơn á, carbon thì nó có thể bị tét, inox thì nó sẽ khó hơn. Con diều chỉ cần giật nhẹ là lên thôi, full carbon này nó rất là nhẹ luôn. Bay nè, ổn định cực kỳ chưa? Ở nhà nay mình nói không á, mình đang làm bộ sáo cho con diều kêu bằng cộng đôi á các bạn. Không biết là làm có được hay không nữa, thì mình đang xử lý cái phần ống ha. Có thể là hôm sau mình sẽ làm một cái clip là làm bộ sáo, mà nó sẽ từ cái phần làm ống, làm cái ống sáo á, xong rồi tới làm cái miệng sáo này kia luôn ha. Mình sẽ làm clip hoàn chỉnh cho các bạn coi nha. Với lại cũng có mấy bạn kêu mình làm clip may áo diều á, thì bây giờ chị Nhung nói là chị Dung may cũng ok rồi, thì bữa nào rảnh rảnh thì mình sẽ quay một cái clip may áo cho các bạn coi nha. Tại cái clip nó cũng hơi dài á. Con diều bay tốt lắm luôn, cực tốt luôn chứ không phải là tốt diều đâu. Xả dây đã lên nè. Chị Dung thả diều các bạn ơi, nãy giờ cầm cũng mỏi tay rồi. Mình quay cho các bạn coi vòng vòng này nè. Bữa nay được ngày gió lớn nha, gió phải nói là đã luôn các bạn. Này mà có mấy diều lớn nữa thả đã lắm. Bữa nào mai con 2 mét lên khung carbon nha chị Dung. 2 mét dễ mà. Ừ, mình có khung 2 mét luôn mà. Hôm nào mình sẽ làm con diều 2 mét cho các bạn coi nha. Thì giống như dạo này sẽ có gió lại nè, mình sẽ thường thường mình làm mấy cái clip diều hơn nha các bạn. Còn bữa nào mà gió yếu á, thì mình sẽ làm mấy cái món đồ chơi, mấy cái mẹo giặt này kia á. Thì hy vọng là các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ kênh của mình nha. Đừng có giống như mấy ngày trước làm clip lên mấy bạn kêu làm linh tinh quá trời. Chị Dung đang thả diều kìa. Chị Dung đội cái nón lá phía trước các bạn. Còn diều của mình nó lên trên, nó bay đã lắm. Sao hơi đã chị Dung, hết gió chị Dung? Ừ, hết gió nó đảo một tí giờ nó đứng lại nè. Có gió là gì mình nó liệt liền. Tốt lắm các bạn ơi, bay ngon lắm. Tụi mình không có thời gian nhiều các bạn, còn nhiều việc phải làm lắm nên là không có thời gian thả diều nhiều. Mình chỉ là làm xong diều ra mình quay mình review lên cho mấy bạn coi thôi. Rồi bữa sau á mình sẽ làm mấy con diều có cái hình dáng độc đáo hơn nha, đây là lời hứa luôn. Từ đây sau mình sẽ làm mấy con diều, cố gắng là mình làm sao mà cho nó đẹp, cho nó độc, cho các bạn coi, cho nó hấp dẫn, cho nó vui nha. Và nếu bạn nào mà chưa đăng ký kênh á thì có thể bấm đăng ký để ủng hộ cho kênh của mình phát triển hơn nha các bạn. Bây giờ thì tụi mình sẽ cuốn diều về và cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video này nha. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo vào ngày mai, ngày mốt, ngày kia nha.